Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh công điện số 08 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện, Giám đốc Thủ trưởng các sở ngành và cơ quan đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh đã trải qua 6 đợt nắng nóng gây gắt, nhiệt độ luôn ở mức cao từ 39 đến 42 độ C. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của hiện tượng Enino, nên từ nay đến cuối năm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ có 5-6 đợt nắng nóng gai gắt. Số ngày nắng cao hơn trung bình nhiều năm và có nhiều diễn biến bất thường, nắng nóng kèm theo thiếu hụt lượng mưa, độ ẩm không khí thấp, nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn tỉnh rất cao, nhất là trong khoảng thời gian cuối tháng 6 để chủ động thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, giảm thiểu tối đa thiệt hại khi có cháy rừng xảy ra, đồng thời thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 441 ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại công điện số 2547 ngày 24 tháng 4 năm 2023 và của tỉnh ủy tại văn bản số 1772 ngày 6 tháng 6 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn, khẩn trương chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cấp bách sau. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, các phòng ngành chức năng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng tại các địa phương đơn vị, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác chỉ đạo các địa phương đơn vị chủ rừng kiểm tra ra soát lại phương án kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng đảm bảo sát đúng thực tế có tính khả thi nhất là tại các địa phương chủ rừng có diện tích rừng thông tập trung và diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt loài cây giang nứa dễ cháy chủ động bố trí lực lượng phương tiện vật tư kinh phí để thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ phân công lực lượng ứng trực 24 trên 24 giờ tại các điểm trực gác, chốt cửa rừng, điểm trực camera giám sát để phát hiện sớm lửa rừng, giám sát chặt chẽ người, phương tiện ra vào các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy trong suốt thời gian cao điểm nắng nóng, phát hiện sớm cháy rừng, huy động các lực lượng tham gia dập tắt kịp thời đám cháy, không để xảy ra cháy lớn, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức phòng cháy chữa cháy rừng kịp thời hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, thông báo cấp cảnh báo cháy rừng liên tục hàng ngày, kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, dừng ngay việc dùng lửa để xử lý thực bì và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ cháy rừng có phương án sẵn sàng chủ động di rời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước. Khi có cháy rừng xảy ra, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện báo cáo ngay cho Văn phòng Ban chỉ đạo tỉnh theo số điện thoại 0913 310 611 02393 855 571 để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng ứng cứu kịp thời khi cần thiết. Chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân đối tượng gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và xử lý trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng. Người đứng đầu các địa phương đơn vị nếu không triển khai thực hiện thiếu trách nhiệm để xảy ra cháy rừng phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật. 2. Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc hướng dẫn việc thực hiện của các địa phương đơn vị, tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 6 năm 2023. Trong thời gian cao điểm nắng nóng định kỳ hàng tuần, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh, trường hợp phát sinh khó khăn vướng mắc, tình huống vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý. Chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, chủ động phối hợp với các sở ban ngành cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền cảnh báo cấp dự báo cháy rừng hàng ngày khi cấp cảnh báo cấp 4, cấp 5 chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tăng cường lực lượng bám sát cơ sở, hướng dẫn hỗ trợ các địa phương ứng trực, thực hiện nghiêm chế độ trực ban 24 trên 24 giờ và sẵn sàng bốn tại chỗ, kịp thời tham gia chữa cháy rừng. Theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm tại địa chỉ website kiểm lâm.org.vn để kiểm tra phát hiện sớm cháy rừng. Tổng hợp tình hình thực hiện của các đơn vị tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kịp thời. 3. Sở Công Thương chỉ đạo công ty điện lực Hà Tĩnh và các đơn vị truyền tải điện phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống truyền tải điện trên địa bàn quản lý, không để xảy ra sự cố, nhất là đối với hệ thống truyền tải đi qua các khu rừng trọng điểm dễ cháy. 4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động sẵn sàng lực lượng phương tiện để tham gia chữa cháy rừng theo phương án số 165 ngày 12 tháng 5 năm 2023. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư kịp thời ứng cứu các tình huống khẩn cấp về cháy rừng khi có yêu cầu của địa phương. Đồng thời công an tỉnh chỉ đạo các phòng đơn vị trực thuộc chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương, kiểm lâm, chủ rừng, các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân đối tượng gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 5. Sở kế hoạch và đầu tư, Sở tài chính ra soát cân đối bố trí kinh phí đảm bảo để thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định. 6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, báo Hà Tĩnh theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, kịp thời đưa tin cảnh báo cấp dự báo cháy rừng hàng ngày trong thời gian cao điểm nắng nóng để người dân biết chủ động phòng ngừa. 7. Sở giáo dục và đào tạo, Sở văn hóa thể thao và du lịch tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục các quy định về sử dụng lửa an toàn cho học sinh, khách du lịch tại các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh có rừng, chủ động sẵn sàng lực lượng phương tiện tham gia chữa cháy rừng khi có yêu cầu. 8. Các thành viên ban chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh bố trí thời gian trực tiếp xuống địa bàn được phân công để chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại địa phương đơn vị theo quy định kịp thời báo cáo các tồn tại khó khăn vướng mắc cho trưởng ban chỉ đạo tỉnh, chỉ đạo xử lý theo quy định. 9. Đề nghị ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ với cơ quan kiểm lâm, chính quyền địa phương, chủ rừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng để mọi người dân hiểu rõ, tự giác chấp hành, sẵn sàng tham gia ứng phó chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu yêu cầu giám đốc thủ trưởng các sở ngành và cơ quan đơn vị liên quan chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thành phố thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung công điện này ký tay chủ tịch phó chủ tịch nguyễn hồng lĩnh